City News. Sơ mướp, thứ tưởng chị bỏ đi nhưng lại có tác dụng chữa bệnh thần kỳ. Sơ mướp thường chỉ được dùng làm miếng rửa bát, vì thế ai cũng kinh ngạc khi biết chúng còn có thể làm những điều không tưởng cho sức khỏe. Mướp không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày mà còn là một phương thuốc chữa nhiều căn bệnh. Nhất là vào mùa hè nóng bức, một bát canh mướp với rau đay và cua hoặc tép vừa có thể giúp bạn ăn ngon miệng, lại vừa có tác dụng giải nhiệt hiệu quả. Đông y sử dụng các bộ phận của cây mướp như lá, quả để chữa một số bệnh ngoài da, bệnh trĩ, bệnh khớp và cả thông sữa cho bà bầu. Bên cạnh đó, ngay cả sơ mướp, phần thường bị bỏ đi cũng có tác dụng chữa bệnh. Sơ mướp được lấy từ quả mướp chín, thật già, đã khô quắc, có vỏ ngoài nhăn nheo, màu vàng óng. Cầm thấy nhẹ tay, đen ngâm vào nước, nhiều lần cho tróc lớp vỏ ngoài và rửa nát hết lớp thịt còn sót lại ở trong. Rửa sạch, rũ hết hạt, phơi khô. Sơ mướp có hình trụ thẳng dài, bề ngoài được tạo thành từ các sợi kết tầng, tựa như các mạch máu trong cơ thể, được coi là mạch máu của quả mướp. Khi quả mướp già và khô đi, bóc vỏ để lấy hạt làm giống, phần còn lại sẽ là sơ mướp. Trước đây, người Việt thường chỉ dùng sơ mướp để rửa bát mà ít biết rằng nó còn có tác dụng chữa nhiều bệnh. Sau đây là một số bài thuốc từ sơ mướp ít người biết đến. Chữa bệnh trĩ, đi ngoài ra máu. Để chữa bệnh trĩ và đi ngoài ra máu, người bệnh lấy sơ mướp, loại bỏ hết hạt, sau đó đem nướng lên. Tiếp đến, bạn dùng sơ mướp này cộng với lá sâm, đem sắc lên như thuốc bắc, rồi lấy nước uống ngày 3 lần. Cách này có thể dùng cho mọi đối tượng mắc bệnh trĩ, cho cả phụ nữ sau khi sinh. Chữa tắc tia sữa. Sơ mướp 1 cái, gai bồ kết 10 cái, hành tươi hoặc phơi khô 1 củ. Tất cả băm nhỏ, sắc với 400ml nước, còn 100ml uống làm 2 lần trong ngày, dùng 2-3 ngày, kết hợp xoa nắng vú cho thông tia sữa. Chữa hen. Sơ mướp 20g băm nhỏ, sao, hạt đay quả dài 12g, giả dập, sao. Trộn đều sắc uống lúc nóng, ngày 2 lần, dùng 2-3 ngày. Chữa bế kinh. Sơ mướp đốt tùng tính, tán nhỏ, trộn với tiết chim bồ câu trắng, làm thành bánh rồi phơi khô, tán nhỏ, mỗi lần uống 8g, với rượu vào lúc đói. Chữa sởi. Sơ mướp 20g, kinh giới 12g, bạch chỉ 12g, kim ngân 12g, cỏ mân trầu 8g, cam thảo nam 4g, tất cả thái nhỏ, sao vàng, sắc uống làm 2 lần trong ngày, sơ mướp là ti qua lạc. Có vị ngọt dịu, tính bình, có tác dụng cầm máu, thông kinh lạc, chống co thắt, thúc sởi, lợi tiểu, chữa bệnh trĩ, đi ngoài ra máu. Chữa bệnh thấp khớp. Lấy sơ mướp, rễ mướp, mộc thông, tỳ dại, mỗi thứ một ít với lượng vừa đủ, đem sắc nước uống ngày 3 lần. Với bệnh này, cần chú ý khi sử dụng và tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ đối với các vị thuốc ngoài sơ và rễ mướp. Bệnh nấc kéo dài, lấy thân cây mướp hương, giã nát rồi cho ít nước vào khuấy đều lên, sau đó chắc lấy nước đó uống là sẽ ngay lập tức trị được cơn nấc đang gây khó chịu. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.